Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 27 tháng 10, 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có tài liệu báo chí Việt Nam Cộng Hòa và nhạc lá Bồ Đề. Sau đây mời quý vị theo dõi phần chính tài liệu báo chí Việt Nam Cộng Hòa về lịch sử báo chí truyền thông Việt Nam Cộng Hòa và cộng đồng người Việt tị nạn để nhớ đến những nhà làm báo miền Nam Việt Nam phục vụ cho ngành truyền thông vì lý tưởng, cùng sự liên hệ giữa báo chí miền Nam Việt Nam với các cơ quan thông tấn, báo chí quốc tế và vai trò báo chí miền Nam trong giai đoạn chiến tranh leo thang khốc liệt tại miền Nam Việt Nam với nhà báo Phạm Trần do Nguyễn Thành Công, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Dạ thưa ông, như vậy thì làm báo có vẻ cực như vậy và khó khăn như vậy, thì thưa ông, vào lúc đó có ai làm báo vì lý tưởng làm báo, vì đam mê làm báo? Có những ai mà họ không, dầu là có những cái việc chuyên môn có thể là kiếm tiền nhiều hơn, mà họ đã bỏ, sẵn sàng bỏ để mà họ đi vào cái con đường làm báo, như là những anh em ngoài này, những người làm công việc truyền thông bất vô vì lợi, họ tuy không phải đó là nghề của họ nhưng mà họ phải dấn thân trong vấn đề truyền thông. Cái người mà bằng chứng cụ thể và điển hình nhất là bác sĩ Đặng Văn Sung, ông đậu y khoa từ Hà Nội mà rồi ông đi làm báo. Ông chủ bút từ Trung là một kỹ sư hóa học. Ông ấy không làm cái nghề đó, ông đi làm báo. Rồi chẳng hạn như là ông, tôi nói thí dụ như ông chủ nhiệm Vũ Ngọc Các, thời báo Dân Chủ, Đệ Nhất Cộng Hòa. Ông là một nhà buôn, ông ra làm báo. Rồi trong làng báo Việt Nam ở thời Đệ Nhị Cộng Hòa có hai, có các vị tu sĩ bên Phật giáo, có Đại Đức Thích Hộ Giác, lúc đó là Đại Đức Thích Hộ Giác, rồi Hòa Thượng Thích Thiện Minh ra những tờ Chánh Đạo, những tờ đối thoại này kia vân vân. Bên phía Công giáo có hai tờ, một tờ của Linh Mục Nguyễn Quang Lãm, tờ báo Xây Dựng mà tôi đã có một thời gian làm việc, tờ báo thứ hai là tờ báo Hòa Bình của Linh Mục Trần Du, đã thai nghén ra cái khuynh hướng binh vực giáo hội Công giáo, binh vực chế độ để chống cộng sản, không phải là để đương đầu nhưng mà để đối lại với những báo của Phật giáo vào cái thời gian khó khăn đó, là vì báo Phật giáo không có công khai ủng hộ chính quyền mà coi như đứng giữa, coi như lực lượng đứng giữa. Do thành ra báo chí lúc đó đảng phái chính trị không có, không có báo chí, nếu có chăng đứng đằng sau thôi chứ không có, không có báo chí đại diện cho Việt Nam Quốc dân Đảng, Đại Việt Quốc dân Đảng, nhưng mà ngoại trừ Đảng Dân Chủ của ông Tổng thống Thiệu là có tờ báo Dân Chủ, và về sau có tin, có thêm tờ Tin Sống. Nó khổ một nỗi là cả hai cái tờ báo đó đều tôi cũng đã một thời gian dính vào để làm cái hai cái tờ báo đó. Dạ thưa nhà báo Phạm Trần, trong những phần trước nhà báo Phạm Trần có đề cập tới là một trong những cái nguồn tin tức chính mà các tờ báo ở miền Nam Việt Nam dùng đó để đăng tải là từ những hãng thông tấn ngoại quốc. Thì như vậy thì thưa ông, sự liên hệ và ảnh hưởng của báo chí truyền thông của ngoại quốc đối với báo chí Việt Nam trong cái giai đoạn chiến tranh Việt Nam nó như thế nào? Có cái gì khác biệt giữa cái khuynh hướng loan tin của những hãng thông tấn ngoại quốc với lại cách loan tin của báo chí Việt Nam hay không? Và có sự hợp tác, trao đổi tin tức hay là có cái điều gì mà bất nhất giữa hai môi trường báo chí này không thưa ông? Cái điều thứ nhất là báo chí của Việt Nam thời đó
lệ thuộc vào ba nguồn tin. Cái nguồn tin thứ nhất là của các thông tín viên của mỗi tờ báo. Cái thứ hai là bản tin chính thức của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, tức là của Việt Nam Thông Tấn Xã. Và cái bản tin thứ ba căn cứ vào là các tin của nước ngoài. Phần lớn các tin của nước ngoài đó thì của các hãng tin ở Sài Gòn lúc đó như là AFP của Pháp, UPI, AP của Mỹ và Reuters của nước Anh. Chúng tôi lệ thuộc vào các cái bản tin đó là vì cũng phải mua các bản tin đó để mà dịch ra những tin mà mình thấy là mình cần. Cái nguồn nữa mà cũng nói là của ngoại quốc là của các đài phát thanh nước ngoài, đặc biệt là của BBC và của VOA. Khi mà chúng tôi đăng tin của BBC đó, thì tương đối những cái bản tin đó nó trung lập. Cái bản tin của VOA là có thiên về của chính phủ Hoa Kỳ. Nếu muốn biết lập trường của chính phủ Hoa Kỳ về vấn đề nào đó thì chúng tôi lấy bản tin của VOA thay vì bản tin của các hãng khác. Đấy là về vấn đề loan tin. Cái sự quan hệ giữa báo chí Việt Nam và báo chí nước ngoài không có. Nếu có chăng là có sự quan hệ giữa các cá nhân nhà báo với nhau mà thôi, chứ không có quan hệ nghề nghiệp. Và chúng tôi cũng không có học hỏi được nhiều ở các nhà báo ngoại quốc. Tôi còn nhớ thời đệ nhị Cộng Hòa, tôi được tham dự hai cái khóa tu nghiệp của quốc tế. Cái khóa thứ nhất của Liên đoàn Ký giả Á Châu, cái khóa thứ hai là của Liên đoàn Ký giả Quốc tế. Hai cái tổ chức đó đã cử người đến Sài Gòn để hướng dẫn các nhà báo xuyên qua các nghiệp đoàn ký giả và hội chủ báo. Thành ra cá nhân tôi và một số anh em trẻ sau này được tham dự những cái khóa đó. Chúng tôi hiểu được cái nhu cầu của một người làm báo theo các tiêu chuẩn của Tây Phương nó như thế nào, theo những tiêu chuẩn của các nước tư bản nó như thế nào, nó tiến bộ ra làm sao và nó khác với nền báo chí chậm tiến của Việt Nam Cộng Hòa thời trước năm 1963 nó như thế nào. Thành ra chúng tôi học được nhiều, mà các thành phần trẻ sau này đó, càng lớn lên họ càng làm việc thì họ lại càng học được từ các ký giả ở nước ngoài, là vì một số cũng đã được các cái tờ báo nước ngoài hay là hãng thông tấn nước ngoài mời làm việc, và tất nhiên là họ có thù lao thì họ vừa học nghề mà vừa làm báo nữa. Thành ra cái nền báo chí nó thay đổi từ lúc đó đó anh Công. Thưa nhà báo Phạm Trần, giai đoạn của nền đệ nhị Cộng Hòa đó là giai đoạn chiến tranh Việt Nam lên tới tình trạng rất là khốc liệt, thì đánh dấu trong đó là trận chiến của Tết Mậu Thân năm 68 hay là mùa hè đỏ lửa năm 72. Thì thưa ông, lúc đó những tin tức chiến sự đăng trên báo ở là miền Nam Việt Nam đó, thì cái nguồn tin tức đó đến từ đâu, và trong đó cái vai trò của những tờ báo quân đội và phóng viên chiến trường như thế nào vào trong những cái hoàn cảnh đó? Cái điều thứ nhất là khi mà cuộc chiến khốc liệt đó, thì tất nhiên là toàn xã hội miền Nam Việt Nam bị ảnh hưởng, trong đó có báo chí. Báo chí chúng tôi khi loan tin về cuộc tấn công của Cộng sản năm 1968 thì về phía quân sự và chính trị mọi người đều bất ngờ, mà báo chí cũng tất nhiên là bất ngờ. Không ai nghĩ vào một cái ngày thiêng liêng Tết dân tộc như thế mà bị tấn công. Mà khi mà Việt Cộng tấn công đó, tấn công khắp mọi nơi, kể cả tòa đại sứ Sài Gòn, kể cả trung tâm Sài Gòn, tòa đối chính vân vân. Thành ra nó gây ngạc nhiên cho các báo. Và tất nhiên trong cái thời gian đó đó, các báo phải loan tin một cách hết sức là dè dặt.
Chúng tôi căn cứ vào tin của phát ngôn viên chính phủ, chúng tôi căn cứ vào phát ngôn viên quân đội để mà loan tin về chính sự. Chúng tôi căn cứ vào các bản tin của báo chí nước ngoài. Nhưng mà tất nhiên là báo chí nước ngoài họ tự do loan tin hơn là báo chí Việt Nam. Chúng tôi phải chọn lọc những cái tin nào mà không gây phương hại cho tờ báo hay là không động chạm đến vấn đề được gọi là an ninh quốc gia hay là thuần phong mỹ tộc. Ví dụ như những cái vấn đề Việt Cộng tại sao có thể xâm nhập được vào Sài Gòn. Câu hỏi đó là câu hỏi thuộc về an ninh, chúng tôi không có đụng tới. Là bởi vì nếu có hỏi cũng không ai trả lời, mà nếu trả lời cũng không dám đăng lên. Là vì đăng lên thì sợ là tuyên truyền cho Việt Cộng nói hay cái sự xâm nhập của Cộng sản vào Sài Gòn. Cái điều nữa là khi các báo chí ngoại quốc họ có tự do hơn chúng tôi đó, là họ dành cho độc giả của họ, chứ không phải là dành cho độc giả Việt Nam. Thành ra cái sự khác biệt, cái sự không có liên hệ giữa hai ngành báo chí, ngành báo chí của người Việt và ngành báo chí của người ngoại quốc ở tại Sài Gòn lúc đó, không có quan hệ gì với nhau về vấn đề nghề nghiệp cả.